Xin chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với showroom Car Center có địa chỉ tại số 9 Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Và ngày hôm nay Car Center vừa mới về được một chiếc CX-5 đến từ thương hiệu Mazda của Nhật Bản. Chiếc xe này có năm sản xuất là 2018, mang biển số Hà Nội, hiện đang được chào bán với giá tại Car Center là 780 triệu đồng quý anh chị và các bạn nhé. Thì chúng ta cùng xem qua một vòng quanh về ngoại nội thất của xe để có cái nhìn cảm nhận về chiếc xe này nào quý anh chị và các bạn nhé. Đèn mới của CX-5 thì chúng ta đã là hệ thống đèn thông minh rồi, tự động thay đổi góc chiếu theo góc đánh lái. Đấy, rất là một tính năng thông minh, tương tự như những cái dòng xe cao cấp đắt tiền hạng sang đến từ Merc hay Lexus. La răng vẫn rất là còn đẹp nhá. Anh chị và các bạn. Chiếc xe này có màu sơn ở đây là màu nâu. Nếu mà ra nắng ấy, thì nó sẽ là có nâu, nó sẽ ánh như là màu nâu cà phê vậy. Còn để trong này nó sẽ hơi có ánh xám xám. Biển thì 04567, còn sắp xếp như nào thì tùy. Đây cũng là một trong những cái dòng xe cực kỳ là ăn khách đến từ thương hiệu Mazda. Chỉ trong tầm giá bây giờ là hơn 700 triệu đồng, gần 800 triệu đồng thôi, chúng ta đã có thể sở hữu được một chiếc Mazda CX-5 rồi. Gầm cao 5 chỗ, máy thoáng đến từ thương hiệu Mazda, cũng cực kỳ là tiết kiệm luôn quý anh chị và các bạn nhé. Nội thất này, hàng ghế sau còn rất là đẹp. Những chi tiết như là táp ni cửa này, những cái đường ra này, táp lô này, vô lăng cần số mọi thứ vẫn còn rất là đẹp luôn quý anh chị và các bạn nhé. Xe rất mới và giữ gìn, ghế còn rất cực kỳ là đẹp luôn. Riêng ghế xe này khó phải nói, xe đã trang bị dàn kính này, trải sàn cam hành trình đầy đủ rồi, chúng ta về chỉ việc đi thôi. 2.5 có trang bị hiển thị kính lái HUD nữa quý vị anh chị và các bạn nhé. Cảm biến áp suất lốp, đây hãy cùng xem qua một chút về khoang động cơ của chiếc CX-5 này. Cam kết bằng văn bản hợp đồng cho quý anh chị và các bạn đến xem xe cũng như là mua xe, xe không có đâm đụng, tai nạn hay là ngập nước, máy móc động cơ hộp số là nguyên bản, hồ sơ pháp lý an toàn bảo đảm và có hỗ trợ trả góp ngân hàng tối đa là 70% trong vòng 5 năm. Nên là chúng ta không phải quá quan trọng về vấn đề tài chính đâu, nếu mà cần thêm độ 200-300 thì trả góp thì cũng rất là hợp lý. Đấy. Và một lần nữa thì nếu quý anh chị và các bạn nào đang quan tâm chiếc xe này thì đừng ngần ngại gọi điện ngay đến hotline của Car Center hoặc là để lại bình luận để Car Center có thể nắm bắt được thông tin cũng như là tìm đến và hỗ trợ tư vấn mình một cách nhanh chóng, tận tình nhất có thể quý anh chị và các bạn nhé. Một lần nữa thì em xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.